Cô gái làm idol livestream trong căn phòng chất đầy rác. Chuyện vệ sinh cá nhân và phòng riêng tư sạch bẩn là vấn đề khá nhạy cảm. Cộng đồng mạng đã từng thấy nhiều hình ảnh bài viết đề cập tới câu chuyện gái xinh, trai đẹp ra ngoài đường thì ố về, nhưng bên trong thì ối giời ơi, bẩn số 2 không ai số 1. Câu chuyện sau đây cũng là một ví dụ điển hình. Điều đặc biệt là vị chủ thất đăng caption kèm clip là phòng idol của mấy ông đây, khiến dân tình không khỏi tò mò danh tính idol đang sở hữu căn phòng hiển hách này. Trên nền nhạc vui tươi, mang sắc thái ca ngợi mỹ nhân xinh đẹp như thiên thần, cô gái được gọi là idol trong căn phòng bẩn rợn người, khiến người xem chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm không thôi. Cảnh tượng trên gây bão mạng xã hội với 2,3 triệu người xem khi đăng tải chưa nổi một ngày. Bên cạnh những comment chê bẩn ghê, bẩn quá, bẩn kinh khủng, thì nhiều người cũng cho rằng đây là video ghép vì đã từng thấy cảnh tương tự hoặc vì không tin trên đời có cô gái ở bẩn tới vậy. Nhiều người đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Cái thùng rác trong phòng có tác dụng gì vậy dĩ? Không dọn dẹp mà sống được như thế đúng là đáng sợ. May mắn cho anh nào có cô người yêu như thế này, có khi mua robot lau nhà tự động về mà nó ngon bỏ chạy, chính phương tán hướng nữa, nói gì đến người. Điều đáng ngạc nhiên là có ý kiến cho rằng cô gái làm nghề livestream và tình trạng này là phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Thực hư câu chuyện thật giả ra sao chưa rõ, nhưng dự đoán hình ảnh này sẽ còn viral khi cộng đồng mạng vẫn đang truy tìm cô gái trong câu chuyện trên. Các bạn nghĩ sao về căn phòng của hot idol trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.